F G A C, sau đó các bạn kéo lên 1 2 3 4 5 6 7 nên sẽ kéo xuống 1 2 3. Sau đó là các bạn lại phải chỉnh lại bốn ấm thứ. Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music và các bạn có thể liên hệ mình qua Facebook Phương Ngô và fanpage VBK Music hướng dẫn làm nhạc. Hiện tại thì VBK Music đang có các sản phẩm dịch vụ như bán các bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí, nhận dạy hòa âm phối khí, cung cấp a cappella cho các music producer và sáng tác ca khúc thương hiệu cho doanh nghiệp. Ngoài ra các bạn cũng có thể nhận những bài viết, video và dữ liệu làm nhạc hoàn toàn miễn phí trên trang chủ vbkmusicteam.com. Anh em nhớ truy cập thêm vào một cộng đồng để cùng giao lưu với các music producer khác nha. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái video giới thiệu một cái chức năng hoàn toàn mới của FL Studio. Và cái chức năng này rất là đáng tiền thời điểm hiện tại dành cho những bạn đang học và có thể là chưa quá vững về nhạc lý. Và kể cả là đôi khi đối với những người mà hoạt động lâu năm và chuyên nghiệp thì đây cũng là một cái chức năng giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Đó là cái chức năng Scale Highlighting và Snap to Scale. Cái này nó sẽ giúp chúng ta hoạt động và tránh bị bay tông. Đấy là hiểu đơn giản nhất. Ngoài ra thì nó còn có khá là nhiều ứng dụng nữa mà hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các ứng dụng này nhé. Ok, let's go. Ok, như các bạn thấy là mình đang ở bản 21.1 và nếu như mà các bạn muốn được sử dụng cái chức năng này thì các bạn cần phải update lên 21.1 nhé. Bây giờ thì khi mà chúng ta soạn một cái phần hợp âm thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nhìn từng nốt và sau đó chúng ta sẽ đếm lên. Một số bạn sẽ đếm là khoảng cách ở giữa là 3 là 2 là âm trưởng, hoặc là các bạn nào đếm khoảng cách nốt 1, 2, 3, 4 và 1, 2, 3 thì đây là hợp âm trưởng đúng không? Đó, tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta có cái scale highlighting thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đầu tiên để bật chức năng này thì chúng ta có một cái phần hình nốt nhạc, một cái công cụ hình nốt nhạc ở phía bên trên góc này, và các bạn sẽ nhìn thấy nó có ký hiệu là Snap to Scale. Các bạn click chuột phải vào đây để chọn tông nhạc mà các bạn cần. Ví dụ mình muốn làm ở tông đô trưởng thì mình sẽ lựa chọn chủ âm là đô và scale là major như thế này. Đó, các bạn nhớ click chuột phải để nó đỡ bị văng ra ngoài nhé. Hoặc là ray thứ thì bạn sẽ chọn là minor natural. Đấy, đây là hai giọng mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất. Và nếu mà các bạn muốn nó snap, tức là các nốt của nó chỉ nằm trong cái scale đấy, thì các bạn click vào đây. Đó, các bạn bật tắt chế độ snap to scale bằng cách click chuột trái vào nhé. Sau khi bấm xong nó sẽ hiển thị là hình nốt nhạc màu xanh như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ đến với cái ứng dụng của nó. Ứng dụng đầu tiên là chúng ta có thể soạn melody mà không bị bay tông. Đó, các bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ có, đây mình click chuột phải và chọn C đô trưởng, thì các bạn sẽ thấy là các bạn không thể đạt từng nốt D thăng ở giữa, các bạn di chuyển lên di chuyển xuống, nó chỉ nằm ở nốt E và nốt D thôi. Đó, thì bây giờ các bạn có thể viết nốt linh tinh ở trong giọng mà không bao giờ bị lo bay tông. Và các bạn, nếu mà các bạn nào làm về đô trưởng thì tông đô trưởng thì các bạn biết là không có dấu thăng nào đúng không? Thì ở đây nó đã đáp ứng cho chúng ta hoàn toàn cái yêu cầu của chúng ta rồi. Đó là ứng dụng đầu tiên. Ứng dụng thứ hai thì ngày xưa thì mình hay có hướng dẫn các bạn soạn hợp âm nhanh bằng cách viết chủ âm này F G A C, sau đó các bạn kéo lên 1 2 3 4 5 6 7 nên sẽ kéo xuống 1 2 3. Sau đó là các bạn lại phải chỉnh lại bấm nào hợp âm thứ thì các bạn kéo xuống. Nhưng bây giờ cuộc chơi của chúng ta là hoàn toàn khác. Khi mà các bạn đặt là đô trưởng xong thì mình sẽ khuyến nghị các bạn bật cái chức năng này lên, nhớ là chọn đô trưởng nhé. Sau đó các bạn soạn hợp âm đầu tiên F A C. Sau đó thì các bạn chỉ cần kéo vào đúng cái chủ âm của nó thôi, A và C, thì toàn bộ hợp âm lúc này nó cần trưởng, nó ra trưởng, nó các bạn cần thứ thì nó ra thứ, luôn luôn nó nằm trong hợp âm. Và tương tự với ARP, các bạn muốn soạn ở bên trên thì ARP nếu mà chạy tên 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 thì không nói, nhưng mà bây giờ mình muốn chạy ARP theo dạng là mình muốn định hình nó thành một cái nửa melody nửa ARP. Ví dụ mình làm như thế này. Rồi sau đó thì chúng ta chỉ việc kéo ra đây. Đến hợp âm này là hợp âm G đúng không? Các bạn chỉ cần để lên 2 này, toàn bộ ARP của bạn nó sẽ đúng luôn. Đây là AM và đây là C này.
MAM. Đây là thì cái chủ hôm nay thì mình kéo về E. Hoặc là bây giờ mình có soạn một cái RB. Đó, thì mình lại kéo sang mình xếp à. Đây là em này, mình kéo xuống ngay thôi. À, rồi ok, ngoài ra ngoài giọng trưởng với giọng thứ ra thì các bạn có rất nhiều cái skill ở đây. Ví dụ như là bạn nào bạn muốn viết bassline của nhạc Vina House chẳng hạn thì chúng ta có thể chọn mấy cái ear scale dạng other như thế này, và nó có rất nhiều các cái nốt nửa cung, tức là khi mà các bạn click vào ví dụ như Phrygian này. Ấy, nhầm rồi. Phrygian là cái scale mà mình rất hay dùng để viết bassline, thì khi mà các bạn viết các nốt như thế này thì các bạn thấy là cứ cái chùm nào có cái nốt nửa cung nó gần nhau này thì các bạn cứ viết bassline vào đấy là nó sẽ dễ ăn. À, ví dụ bassline của nhạc Vina này. Hoặc là các bạn muốn sử dụng scale của nhạc Á Đông này, Ả Rập, không phải Á Đông mà là Tây Á. Đó thì toàn bộ cái phần scale này nó dễ giúp cho chúng ta có thể xử lý rất là ngon lành tất cả mọi thứ mà không lo bị bay tông. Và trong trường hợp nếu như mà các bạn muốn viết ly điệu, bây giờ mình đang trong giọng đô trưởng đúng không? Thì thỉnh thoảng bạn nào mà làm pop ballad thì bạn thấy là trong giọng đô trưởng tự dưng nó có nốt son thăng. Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng, nghiêng, nghiêng. Thì đấy là nốt son thăng. Thì khi mà các bạn muốn đặt ly điệu thì các bạn nhớ tắt cái chức năng này đi, click chuột trái tắt chức năng. Sau đó lại quay trở lại một cách bình thường. Ok, vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn một cái chức năng rất là hay ở trong FL Studio 21, đó là chức năng Snap to Scale cùng với 4 ứng dụng của nó. Khá là hay ho để giúp cho các bạn có thể chống bay tông và tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Trong thời gian tới thì mình sẽ làm những cái video thiên về trải nghiệm nhiều hơn là hướng dẫn. Trên kênh của mình đã có rất nhiều video để hướng dẫn rồi, các bạn có thể vào những phần danh sách phát để các bạn có thể tìm kiếm những cái hướng dẫn nó liên quan đến một series, một dãy nội dung nhé. Mình là Thế Phương VPK đến từ VPK Music và mình sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn đã click vào và chọn những video phù hợp. Chúc các bạn học tốt và luôn luôn vui vẻ với em nhé. Bye bye anh em.